Đến nay, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, đã khai nhận mua cyanua qua mạng xã hội để đầu độc 4 người thân trong gia đình tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Bích đã giấu cyanua trong tủ nhà vệ sinh và lần lượt đầu độc từng người thân để giải quyết mâu thuẫn. Còn hai cái chết bí ẩn. Vụ đầu độc đã khiến 3 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Thoại Thanh Thế, sinh năm 1985, chồng Bích, bé Nguyễn Khả Di, 7 tuổi, Nguyễn Hoài Nam, 12 tuổi, cháu Bích. Người bị thương là NHBT, 18 tuổi, cháu Bích. Trong 8 tháng diễn ra các vụ đầu độc, gia đình Bích còn có 2 người chết bất thường khác là ông Nguyễn Văn Hải, cha Bích và bé Nguyễn Hoài Minh, 14 tuổi, con Bích. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của 2 nạn nhân này. Bà L, 41 tuổi, sống cách căn nhà xảy ra vụ án khoảng 200m cho biết, người đầu tiên qua đời trong gia đình Bích là anh Thế, sau đó là ông Hải và con trai Bích là bé Minh, rồi đến 2 nạn nhân còn lại. Anh Thế tử vong sau 8 lần nhập viện điều trị với triệu chứng nhức đầu, tức ngực, khó thở, nôn ói. Ông Hải và bé Minh cũng tử vong với triệu chứng tương tự. Bà L kể lại, lúc bé mình chết, tôi hỏi vì sao cháu phát bệnh tử vong giống hệt cha và ông Hải. Người phụ nữ này cho biết do con trai giống gen cha, tử vong với triệu chứng tương tự, không có gì bất thường. Có cần khai quật tử thi? Để làm rõ những cái chết bất thường, trao đổi với Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra Tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đại tá Thìn cho biết, việc khai quật mộ khám nghiệm tử thi tùy thuộc vào tính chất vụ án. Nếu cái chết có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân, cơ quan tố tụng sẽ yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ. Cơ quan tố tụng sẽ kiểm tra tử thi có bị chấn thương, có chứa chất độc hay không. Khi khám nghiệm tử thi, họ sẽ chứng minh nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Trong vụ án đầu độc bằng cyanua ở huyện Nhơn Trạch, nếu cơ quan điều tra khai quật tử thi phát hiện chất này trong cơ thể các nạn nhân, sẽ có căn cứ xác định nguyên nhân chết. Nạn nhân bị đầu độc bằng cyanua dù trải qua cả 100 năm, cơ quan điều tra khai quật mộ khám nghiệm cũng có thể phát hiện được chất này. Theo Đại tá Thìn, lời khai nghi phạm chỉ làm rõ thêm những chứng cứ mà cơ quan chức năng thu thập được. Nếu chỉ dùng lời khai này thay thế cho chứng cứ, sẽ dễ xảy ra sai lệch, dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Về nguyên tắc, cơ quan chức năng sẽ khai quật mộ kiểm tra để chứng minh lời khai của nghi phạm có đúng hay không. Trong quy tắc tố tụng, thủ phạm không cần phải chứng minh bản thân có tội hay vô tội. Trách nhiệm chứng minh người đó có tội hay vô tội thuộc về cơ quan tố tụng. Vì vậy, việc khai quật mộ cần căn cứ vào yêu cầu của vụ án. Nếu thủ phạm khai giết người bằng cyanua, không cần khai quật mộ cũng không hoàn toàn chính xác. Đại tá Thìn cho biết, cơ quan điều tra cần chứng minh Nguyễn Thị Hồng Bích là thủ phạm giết người bằng cyanua, cho nên phải khai quật mộ để xem lời khai có đúng không. Thời gian và cách thức khai quật mộ là việc của cơ quan tố tụng, họ sẽ cân nhắc. Đại tá Đỗ Cảnh Thìn chia sẻ, có khi cơ quan tố tụng thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, lời khai và nhận thấy cần thiết phải khai quật mộ thì họ làm. Nếu có đủ điều kiện chứng minh thủ phạm gây án, sẽ không cần khai quật mộ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rất chặt chẽ, cẩn thận và đúng quy định của luật tố tụng. Ngày 30 tháng 7, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, công việc 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thêm về vụ giết người bằng chất độc cyanua. Theo Đại tá Toàn, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà ở tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ngày 22 tháng 6, Bích thấy cháu ruột là NHBT, sinh năm 2006, trú tại xã Vĩnh Thành, đang ngồi học bài một mình nên lấy cyanua bỏ vào thuốc con nhộng rồi đưa cho Tê uống. Người cháu sau đó bị ngộ độc đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. NHBT may mắn được các bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh cứu sống cho xuất viện ngày 8 tháng 7. Ngoài ra, bị can còn khai từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng cyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng Bích và 2 cháu ruột. Theo thông tin điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc cyanua qua mạng, đựng trong chai nhựa màu trắng, sau đó cất giấu tại phòng ngủ trước khi gây án. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cuối tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận thông tin tố giác từ quần chúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã điều tra xác định Bích liên quan đến bệnh của người cháu ruột. Đối với cái chết bất thường của 5 người trong gia đình trước đó, Bích thừa nhận dùng cyanua đầu độc khiến 3 người tử vong, gồm chồng và 2 cháu. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích. Theo lời khai ban đầu của Bích, do những mâu thuẫn với người thân trong gia đình nên Bích đã nảy sinh ý định ra tay giết hại họ. Để tránh cơ quan chức năng có thể phát hiện, Bích đã chuẩn bị sẵn một chai cyanua giấu trong ngăn tủ được khóa cẩn thận ở trong nhà vệ sinh. Bích khai, việc đầu độc anh NTTT, chồng của Bích, sinh năm 1986, vì do chồng cờ bạc. Cụ thể, vào một ngày của tháng 10 năm 2023, khi chồng bị bệnh, đang uống thuốc điều trị, Bích lấy những viên thuốc con nhộng đem bỏ hết ruột rồi cho chất độc cyanua vào thay thế. Khi anh T đi làm về buổi trưa, uống thuốc viên con nhộng có chất độc, Bích tận mắt chứng kiến. Vài ngày sau đó, anh T qua đời. Bích tung tin với những người xung quanh rằng anh bị đột quỵ, rồi nhanh chóng đưa đi hỏa táng. Tiếp đó, Bích mượn tiền em gái nhưng bị từ chối. Bích cho rằng em gái anh trai ruột biết nhiều chuyện về việc mình bồ bịch nên nảy sinh ý định giàn mặt. Đợi lúc người em gái và anh trai đi làm vắng nhà để hai đứa con là bé NKD sinh năm 2017, con của em gái, và bé NHN 12 tuổi, con của anh trai, Bích lấy cyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống, khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó. Đến đầu tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu xảy ra cãi cọ qua lại vì mỗi người một ý trong cuộc sống gia đình. Bích cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, trong khi anh trai lại dung túng cho vợ làm nhục mình nên lập tức nghĩ đến việc trả thù. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, phát hiện con trai của chị dâu là NHBT 18 tuổi nổi nhiều mụn trên mặt nên Bích giả vờ nhẹ nhàng trò chuyện và nói rằng có biết toa thuốc chữa trị hiệu quả. Sau đó, Bích lập tức chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên dạng con nhộng, mang đổ hết ruột đi, rồi nhồi cyanua vào trong, đưa cho Tê uống. Sáng 22 tháng 6, phát hiện Tê có biểu hiện lạ như khó thở, nôn ói, nhức đầu, rồi ngất xỉu. Cha mẹ đã lập tức đưa đến bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cấp cứu. Khi có kết quả xét nghiệm từ các bác sĩ, gia đình nạn nhân nghi con mình bị đầu độc bằng cyanua nên đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, Bích lập tức mang chai nhựa đựng cyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch, đang bị công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra tội giết người. Bích là nghi phạm đầu độc khiến 3 người thân, chồng và 2 cháu tử vong bằng cyanua. Trong số các nạn nhân mà Bích khai nhận đã ra tay hạ độc, có cháu ruột của Bích là NHBT, 18 tuổi, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn. Sự việc gây chấn động dư luận, rất nhiều người đặt câu hỏi về việc pháp luật quy định như thế nào về việc mua bán cyanua và người bán cyanua cho Bích có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Vì sao cyanua được bán tràn lan trên mạng xã hội? Cyanua là chất cực độc nên việc mua bán loại chất này phải đáp ứng các điều kiện quy định. Theo chia sẻ của luật sư Vũ Như Đam, đoàn luật sư Đồng Nai cho biết trên báo Đồng Nai, Luật Hóa chất năm 2007 và văn bản hợp nhất số 19 VBHN-VPQH ngày 2 tháng 8 năm 2023 do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất luật hóa chất có quy định rõ về việc mua bán chất cyanua. Theo đó, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải có giấy phép mới được kinh doanh. Còn đối với bên mua, khi đến mua cyanua phải có giấy giới thiệu, có công văn nói rõ việc mua bán sử dụng vào mục đích gì. Luật sư Vũ Như Đam nói, tuy nhiên, các quy định này chưa chi tiết, cụ thể nên rất khó kiểm soát được việc mua bán có sử dụng đúng mục đích loại hóa chất này hay không, trong khi đây là một loại hóa chất độc hại cần quản lý nghiêm ngặt. Vụ việc đầu độc người thân bằng chất độc cyanua tại huyện Nhơn Trạch có thể xem là một hồi chuông cảnh báo về việc quản lý lỏng lẻo loại hóa chất này. Đồng thời, cũng không có quy định về việc người bán phải kiểm tra điều kiện của người mua mới được bán. Điều này đã dẫn đến tình trạng mua bán chất cyanua diễn ra phổ biến, tràn lan trên thị trường. Vì thế chỉ cần gõ mua cyanua giá rẻ, ngay lập tức sẽ cho ra nhiều kết quả giao bán cyanua hay còn có tên gọi khác là kali cyanua, potassium cyanide với số lượng từ 1kg tới 50kg hoặc thậm chí nhiều hơn và cũng có thể đặt mua dễ dàng. Chất cực độc này được giao bán tự do, công khai tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, các website, thậm chí cả sàn thương mại điện tử. Thông tin này được đăng tải trên báo Đảng Cộng sản. Người bán cyanua cho nghi phạm Bích có phải chịu trách nhiệm pháp lý?
Trao đổi về vấn đề này trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo quy định, trong trường hợp người mua bán cyanua vi phạm quy định về phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc có thể bị phạt hành chính số tiền từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu bên bán không có giấy phép kinh doanh hoặc việc mua bán không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả gây ra, có thể bị xử lý hình sự về tội mua bán trái phép chất độc. Cụ thể, Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nêu rõ, người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất độc thì bị phạt tù từ 1 tới 5 năm. Phạm tội có tổ chức, làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tổn cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 3 tới 10 năm. Phạm tội làm chết 3 người trở lên thì phạt tù từ 15 tới 20 năm hoặc tù chung thân. Luật sư Thu cũng đề xuất, vừa qua nhiều đối tượng sử dụng cyanua đầu độc người khác đã bị xử lý hình sự về hành vi giết người, bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Tuy vậy, để tránh xảy ra những vụ việc tiếp theo thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự người bán chất độc để răn đe. Đối với vụ án xảy ra tại Đồng Nai, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích cụ thể các tình huống trên tờ Dân Trí như sau. Đầu tiên, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ ý chí chủ quan của người bán hóa chất cho Bích là gì, có biết về mục đích phạm tội của nghi phạm hay không. Nếu tổ chức cá nhân chưa đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này, các giao dịch thực hiện trái pháp luật và dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu hình sự của tội mua bán trái phép chất độc theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu tổ chức cá nhân đó biết về mục đích phạm tội của Bích khi đặt mua lượng hóa chất trên mà vẫn cố tình tiếp tay cho nghi phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm về tội giết người với vai trò đồng phạm. Nếu tổ chức cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này và hoàn toàn không biết hoặc bị lừa dối về mục đích phạm tội của Bích, trách nhiệm hình sự có thể được miễn đề cập. Tuy nhiên, quy trình mua bán sẽ được làm rõ để xác định quá trình thực hiện giao dịch đã tuân thủ các điều kiện của pháp luật hay chưa.